Xin kính chào quý vị, mời quý vị nán lại ít phút cùng chúng tôi theo dõi những thông tin thời tiết sẽ diễn ra trong 3 ngày tới. Thưa quý vị, hôm nay thời tiết tại các tỉnh miền Bắc đã có sự phân hóa đáng kể. Trong khi ở khu vực phía Tây của Bắc Bộ thì trời hầu như là ít mây, còn nắng và nhiệt độ cao nhất trong ngày thì vẫn lên mức là trên 26 độ. Thì tại khu vực các tỉnh Việt Bắc và Đông Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội thì trời ẩm ướt, mưa phùn nhỏ và độ ẩm không khí cao ở mức là trên 90%. Nguyên nhân là do khối khí lạnh suy yếu và biến tính đã thúc đẩy cho trường gió Đông Bắc khô chuyển thành Đông đến Đông Nam, đưa một lượng ẩm lớn từ biển thổi vào trong đất liền, gây ra trạng thái là nhiều mây, mưa phùn và sương mù xuất hiện, gây ảnh hưởng nhiều nhất tại khu vực phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Nam của Đồng Bằng. Tuy nhiên thì rét đậm đã chấm dứt tại khu vực và chỉ còn xuất hiện ở vùng núi. Ngày mai thì tình trạng mưa nhỏ ẩm ướt vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực phía đông của dãy Hoàng Liên Sơn. Tuy nhiên thì nền nhiệt độ có xu hướng là tăng dần. Từ ngày 24 tháng 2 trở đi, khi mà khối khí lạnh đã ra hẳn ngoài phía biển, vùng thấp phía tây thì có điều kiện lấn dần sang thì trời sẽ khô ráo dần, vùng mưa sẽ thu hẹp lại và chỉ còn xuất hiện vào thời điểm đêm và sáng. Nhiệt độ cũng tăng nhanh trên toàn miền. Ở phía Đông Bắc Bộ thì nhiệt độ ban trưa sẽ phổ biến ở trong khoảng là từ 20 cho tới 25 độ. Còn tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ thì mức nhiệt sẽ tăng cao ở trên mức là 27 cho đến 29 độ. Thậm chí có nơi còn chạm ngưỡng là 30 cho tới 31 độ. Cũng chịu tác động của khí lạnh suy yếu nên trong đêm nay tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Hà Tĩnh thì vẫn còn mưa nhỏ, trời vẫn còn rét nhưng mà từ ngày mai trở đi thì trời tạnh ráo và bắt đầu ấm dần lên. Nhiệt độ ban ngày cũng tăng lên từ 3 cho tới 4 độ và sẽ phổ biến ở trong khoảng là từ 23 cho tới 26 độ. Càng vào sâu phía Nam thì trời càng khô ráo và ấm áp hơn. Nhiệt độ tại các tỉnh khu vực Trung và Nam Trung Bộ trong 3 ngày tới cũng đều tăng nhanh. Ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho tới Quảng Ngãi thì mức nhiệt vào ban trưa dao động trong khoảng là 24 cho tới 29 độ. Còn khu vực từ Bình Định cho tới Bình Thuận thì nhiệt độ còn lên mức là 30 cho tới 32 độ. Vào đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì toàn khu vực đang trong thời kỳ mùa khô, gió Tây Bắc khô duy trì hoạt động nên trời khô và nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên trong những ngày sắp tới sẽ tăng dần lên ngưỡng là 28 cho tới 29 độ và từ ngày 24 tháng 2 trở đi thì còn tiếp tục tăng lên mức là từ 30 cho tới 32 độ. Tương tự như vậy, ở các tỉnh Nam Bộ, trong những ngày tới thì số giờ nắng trong ngày sẽ kéo dài từ 8 cho tới 10 tiếng nên trời tiếp tục khô hạn, nhiệt độ cao và dao động trong khoảng là từ 32 cho tới 34 độ, có nơi còn chạm ngưỡng là 35 độ. Cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai thì vùng gió mạnh cấp 6 có lúc là cấp 7 sẽ tập trung ở khu vực phía bắc của Biển Đông, bao gồm cả phía bắc của quần đảo Hoàng Sa. Còn đối với khu vực giữa của Biển Đông thì gió nhẹ hơn, chỉ ở mức là cấp 5 có lúc là cấp 6. Từ ngày 24 thì gió giảm hẳn và chỉ còn ở mức là cấp 5 và không còn gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Và tại khu vực Nam của Biển Đông bao gồm cả khu vực của quần đảo Trường Sa thì có gió Đông Bắc hoạt động ở mức là cấp 5, trời ít mưa và có nắng, tầm nhìn xa thì thoáng trên 10 km. Thời tiết cũng như là chế độ sóng gió nhìn chung là khá thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động tại khu vực này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn có một giấc ngủ ngon. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.